Hi, xin chào mọi người. Đây là diễn đàn motosaigon.vn. Thì theo như các bạn đã biết thì môn đi phượt trở thành môn thể thao mà yêu thích trong giới trẻ hiện nay. Thì nhằm đáp ứng cái nhu cầu phượt thì Honda đã ra mắt một phiên bản cào cào cỡ nhỏ phù hợp cho những chuyến đi xa cũng như đi thành phố của giới trẻ. Đây là chiếc Honda XR150. Đây là một trong những chiếc xe có thể nói là sử dụng cho on-road và off-road rất là tuyệt vời ở trong cái phân khúc mà giá rẻ. Chiếc cào cào XR này hiện tại thì do các đại lý tư nhân nhập về, không có hàng chính hãng, thì mức giá dao động là khoảng 65 triệu. Với cái mức chiều cao trên xe này ở mức là khoảng 825mm thì nó phù hợp cho các bạn khoảng 1m7 trở lại, ngồi rất là thoải mái. Đây mình sẽ ngồi lên cho các bạn xem. Thì nếu bạn mua xe này thì hãng có tặng kèm cho bạn một cái ba ga sau rất là lợi hại. Nó có thể giúp bạn chở đồ cũng như gắn thùng cho mỗi chuyến đi xa. Các bạn nhìn bình xăng này có thể thấy tổng thể nó hơi nhỏ nhưng mà nó có sức chứa là 12 lít. Thì theo như công bố của Honda thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó là khoảng 35 km một lít. Các mình sẽ mở cái bình xăng cho các bạn xem. Đây là bình xăng của chiếc xe. Đó. Cái cảm nhận mà trên chiếc ghi đông này mình cảm thấy rất là thật. Cái khả từ tay lái mình tiếng đông rất là gần, cho nên là cái việc điều khiển rất đơn giản. Và cái phần cô bên chiếc xe này cũng rất là nhẹ, mà có thể bóp rất là nhẹ nhàng. Và phần ga cũng vậy, rất là mượt mà. Thì chiếc xe này phiên bản zin của nó thì không có cái phần ốp bảo vệ tay lái, thì chủ xe đã đổ thêm cái này để giúp khi bạn đi đường xa, đất đá và những con côn trùng nó bắn vào tay không có đau. Rất là lợi hại, nó cũng giúp như là một phần chống đổ chiếc xe. Đây. Cái đồng hồ xe thì thiết kế vô cùng đơn giản, nhưng mà cái mình thích nhất trên xe đó cái chip ở đây. Ở trên đây thì là cái đồng hồ Odo số km bạn đi. Thì đây là cái đèn báo sinh rẻ, đèn bát và số mo. Đây mình sẽ bật cho bạn xem. Đây là số mo. Đây là đèn báo sinh rẻ. Và đặc biệt là không có đèn báo xăng. Nó hơi bất tiện. Đây là phần động cơ chiếc xe, mình đánh giá cao ở khả năng linh hoạt và cũng như rất là bốc của chiếc xe. Độ mượt mà của nó rất là có. Thì xe được sở hữu động cơ là SOHC cam đơn và có là 150 phân khối và 12,4 mã lực cùng với hộp số 6 cấp và sử dụng cái bộ chế hòa khí của Kehin giúp chiếc xe tăng tốc mạnh. Rồi tiếp theo chiếc xe là nó có một cái phần là cần đạp. Cái này giúp bạn đề máy vào buổi sáng nó đơn giản khi mà cái bộ đề của các bạn nó hơi trục trặc. Ở phần tiếp theo của chiếc xe đó chính là cái phần bánh sau. Thì được Honda là sử dụng lớp gai để phù hợp cho bạn đi on-road và off-road. Nhưng mà cái điểm yếu mà mình không thích ở đây đó chính là cái phần thắng bố phía sau. Tại vì Honda tiết kiệm chi phí nên họ chỉ gắn lên mỗi cái XR150 này là thắng bố. Nếu mà sử dụng hệ thống phanh đĩa thì chiếc xe sẽ an toàn hơn. Ở cái phần đuôi nó có thêm một cái bộ đồ nghề ở đây, nó giúp các bạn đi xa nếu mà gặp sự cố đó đơn giản. Nhưng mình sẽ mở cái phần bộ đồ nghề này cho bạn xem. Rất là vô cùng đơn giản đó. Đây là phần bộ đồ nghề chiếc xe. Đây, lo ra cho bạn xem nha. Nó có đủ tất cả các món đồ nghề trong này. Ok. Rồi mình sẽ nhét nó vô lại. Đó, nhét nó vô. Cái bộ khung sườn của chiếc XR150L này thì nó tương đồng với con XR125. Nó chỉ khác cái phần đầu đẩy xe được Honda thiết kế lại châu chuốt hơn, sắc sảo hơn và đẹp hơn. Sau 500 cây sử dụng chiếc xe này, điều đầu tiên mình cảm nhận nó chính là độ mượt mà chiếc xe, khả năng nó rất là tốt. Tuy là chiếc xe chỉ sử dụng hệ thống làm mát bằng gió, nhưng mà nó không hề nóng mà khi các bạn đi trong thành phố nội đô. Cái hai là cái phần phuộc chiếc xe nó rất là êm. Ví dụ bạn đi đường nào, đường xấu có nào, bạn thấy xe rất là êm ái, nó không có tạo cảm giác như là nó cứng hay là nó gập gập như chiếc xe phổ thông mà hay đi.